Đây là ếch nướng. Ếch này rất là béo. Ếch này là ở trong rừng núi mới có nha, ở ngoài là không có đâu. Đấy. Đấy, mập chưa? Ếch này tập gym đấy. Đấy, chấm muối ớt. Ngon. Cho lên mồm. Gai bắt gửi, gai hả? Khỏi nói. Ngon. Đây là rau dớn hay còn gọi là rau dương xí, ăn kèm với cá thì ngon khỏi nói. Đây là đang hái rau dớn. Đây là người ta bảo là xả nước. Cái này có trên thị trường giá là 15.000 đồng một cân. Không biết ở chỗ các bạn có không, nhưng mà ở đây là đây gọi là xả nước. Rất thơm. Ta lấy một kỵ. Em bảo ạ. Nhà ngắn có gì? À, đang em về. Đang em về quả. Đây. Xả nước.
Đấy. À, đây bọn mình gọi cá này cá là lơ lon. Đây cận cảnh cho các bạn xem này. Cá này ăn tay khỏi nói. Đây là thành quả sau khi chúng tôi bắt cá. Đây là còn dư thôi, chưa bỏ hết trong ống rồi. Mấy con cá này là con cá bầu, cá sèo. Đây cá này là chúng tôi sẽ nấu với lẩu ô. Cái lẩu ô đây. Đây sẽ lấy bỏ trong này. Xin giúp tạo thêm một tờ xí. Đây sẽ bỏ trong trong cây lẩu này, tạo đây. Tạo thêm đây. Đấy. Thêm mấy con nữa đi. Trong đấy đầy rồi, bây giờ nãy tôi không kịp quay, bây giờ tôi quay thêm cho mấy bạn xem. Đấy, lẩu này là rất là to. Ăn thoải mái luôn. À, bỏ gia vị. Đây là chuối rừng. Chúng tôi đang chặt thêm cái cây, cái bắp chuối để kèm thêm với cái món lẩu ô. Yeah, bé bà cọ diện nữa bé, là quả mà nữa. Wow, phá một cây rừng. Đây, đây là cho các bạn biết cận cảnh chuối rừng nhá. Đây này, đây là chuối rừng. Chuối này rất là nhiều hạt, ăn không được nhưng mùi thơm. Cái này để ngâm rượu. Đây, chúng tôi chỉ lấy bắp chuối thôi các bác. Đây, đây, đây. Lấy cái này bỏ vào trong lẩu và nướng. Thôi, hai cái đủ ăn thôi. Ra lấy đấy thôi, mềm thôi. Trong thôi, lấy ngoài nó già lắm, non thôi. Đây là cái lông quế. Bắt đầu bắt lên lửa. Mà anh em đang ngồi nướng cá. Chắc đợi tầm 15-20 phút thôi là ăn được rồi. Là món cá nướng các bạn. Đấy. Làm to quá. Đây. Mỗi con cá thì phải bỏ cái que này vào để cho nó đứng hình được. Không tí nó chín nó ấy hết. Đấy. Không hết. Đấy. Đấy.
bác có biết cái này là để làm gì không? Đây này, đấy, cái này là dùng để làm đựng nước tăng lực. Vào trong rừng, trong núi thì không có ly nên phải chặt cây tre, cây lựu làm ly. Đấy, uống vào nó thơm, có mùi, mùi rừng thiên nhiên. Mấy cái này là để đựng thức ăn. Giống như cái máng heo đấy. Máng lựu. Nhưng mà đây là máng người. Cá nướng. Và lộc. Đấy, bỏ trong cái ống lỗ đây, xong rồi tí lại giả đi. Ngăn bộm hàng đi hả? Mẹ hả? Mẹ hiền tạo. Đấy, đổ vào đây. Trời, nước đây. Đấy. Như gồm nuôi, gồm nuôi em ạ. Em pẹ gồm nuôi các bạn quẹt quẹt tán nuôi. Ok. Đấy. Đấy. Đu, cá kìa các bạn. À chưa. cái này là thịt bò bắp chuối ở này. Ừ. Đấy. Đấy. Hết rồi đấy. Cá đấy. Oh, đấy các bạn thấy không, cá kìa. Ngon tuyệt vời luôn. Cá giả mỡ ớt. Giả cá. Đây bên này vậy. Nhìn thật là hấp dẫn. Cá. À, gia vị mà bỏ vào giả muối ớt là có muối, bột ngọt, muối ớt và cả hạt tiêu rừng. Tất cả món trong buổi trưa ngày hôm nay anh em chúng tôi đi bắt cá. Ngon không? Bà Long Huế. Tuyệt vời. Đây là muối ớt. Giá muối tiêu rừng. Đây là cơm. Quá đã. À, các bạn nào muốn có dịp lên Tây Nguyên chơi thì mình sẽ dẫn các bạn đi theo như thế này. Đấy. Đây chỉ là một phần thôi. Đây là nước tăng lực mà không thể thiếu được. Đấy. Không có cái này là vào rừng nó không ngon.
phải có nước nó tăng lực 247. Cà bé với cực cà nè. Hả? Lại chào bé. Ngon ngon. Tôn có nhiều cá dìa ấy, trời cái thề. Đây là rau dớn. Nếu mà mấy bạn không biết đây là người ta gọi là cây dương xí, nhưng mà ăn ngon lắm. Ở trong này gọi là cây rau dớn. Đúng rồi. Rau dớn, rau dớn. Ông về. Về bên chế bên dù sợ. Tân học tới bên đá cao năng học mình nhỉ. Anh nhanh thế. Vậy. Cúp lùng quá. Lùng trong hố, mà hố. Đây là lá đắng, chỉ có trong rừng Tây Nguyên mới có thôi. Đấy, nó đặc sản. Đây này, nó lá của nó đây này. Đấy, chấm muối ớt. Ngon. Cho lên mồm. Khỏi nói. Ngon. Tới lượt mình. Cái này là, đây là cá. Cái củ này nó là củ gì nhỉ? Không phải. Đây là củ giềng, đào dưới đất lên. Làm thơm cá khi bỏ lô. Nhưng mà chấm vào ngon lắm, ăn với cá cá giả mới ớt đây. Đây đây. Từ từ ăn cái này trước đã. Đấy. Bạn thấy không? Nhìn vào. Để mình cắn thử miếng. Đây à, ngon quá. Ăn mà cái loại này đi ngược sông đảo lên bảo đi đến thác bờ. Qua thác bờ mà bây giờ không có thác bờ nữa đâu. Nước nó ngập. Ăn được hết. Kiểu bẩn nhờn lắm luôn. Nè nè à. Chắc gì. Chồng mẹ chồng mình. Thôi bác ơi. À rồi, cá nhiều rồi. Dạ nó bé hay nhiều lắm nó. Dạ nó bé hay nhiều lắm nó. Cháu đâm nó, cháu 21 tuổi rồi, cháu ăn sợ. Một mình đi. Ngon lắm. Và cửa sau ạ, không sợ. Vì đúa cà cà lưỡi liệm. Giới thiệu cho các bạn đây là cây gì nhỉ? Pro. Đây là cây pro. Đấy, cái cây này là mình ăn được cái thân của nó. Cây pro. Đây này. Đây ăn bơ lông Huế đang chặt. Một bay luôn. Đây, em sẽ giới thiệu cho các bác xem bên trong nó như nào và cắt ăn như nào. Đây là đặc sản Tây Nguyên đấy. Lẹ ngan. Mình lột vỏ nó ra. Đấy, xé từng cái một. Lấy cái phần non nhất ở bên trong. Này thì ăn hoặc là nấu với mắm, với cà thì ngon hết sảy. À, giới thiệu các bạn đây là cây pro. Đấy, mình sẽ ăn phần lõi của nó. Củ há dân truyền đấy. Đây đúng rồi. Đây đây. Đây bơ lông Huế cũng chưa biết cắt. À, sau cái clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết đến cái món cắt nấu món ăn này cũng như là cắt ăn xem như thế nào. Đấy, hôm nay sẽ cho các bạn biết trước về cái cây này như thế nào
và cách làm thôi. Còn cách nấu thì để clip sau. Đấy, từng này nhiều đấy. Được này, được hai mâm rồi. Này nấu với lại xương bò, xương heo gì cũng được, nhưng sao là xương. Thịt chó luôn cũng được. Thịt chó phải có tam pro. À, tôi vừa thấy cà. Đấy là cà Lào. Cho các bạn xem nhá. Giới thiệu với các bạn, đây là cà Lào. Cà này ăn thì thôi rồi, ngon tét nát luôn.